Xin chào các bạn. Ngày hôm nay đến trạm xe lửa Ban Cọ ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Tại vì cái trạm xe lửa này đó là ở trong thành phố Nakhon Ratchasima, tỉnh đầu tiên của Đông Bắc Thái Lan. Hiện giờ đó nếu mà ai muốn đi du lịch kết nối Thái Lan, Lào, Trung Quốc hoặc là đi tới Nga có thể đi đến Đông Bắc Thái Lan qua cầu Hữu Nghị 1, qua thủ đô Viêng Chăn của Lào, sau đó đi Trung Quốc và sẽ đi tới Nga luôn. Còn một chuyến nữa là sẽ đi tới phía nam của Đông Bắc, đó là tỉnh Ubon Ratchathani. Và hiện giờ người ta nói rằng là sẽ đi tới trạm xe lửa Huay Thà Lẻng của tỉnh Sisaket để đi du lịch kết nối đến Campuchia. Nếu các bạn có dịp đến Nakhon Ratchasima, có thể đi bằng xe, đi bằng máy bay hoặc là đi bằng tàu lửa. Tàu lửa an toàn và rẻ tiền và hẹn các bạn nha. Nếu có dịp đến Nakhon Ratchasima, sẽ dẫn các bạn đến tham quan. Còn lần này xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sawasdee krap.